Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin kính chào các bạn. Shalom bình an tất cả chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Trời đứng chăn giữ và là đứng chăn nuôi tôi. Có một điều mà Chúa dạy chúng ta là đôi khi chúng ta đừng lo lắng về cuộc đời này quá và chúng ta phải biết nương cậy vào Chúa. Chúa Giêsu từng nói rằng là hãy nhìn con chim sẻ ngoài đồng, hiểu chưa? Dù là nhỏ bé thay nhưng Chúa cũng không để nó chết đói. Hãy nhìn một bông hoa, hiểu chưa? Nay còn mai mất. Nay sống đây có thể mai bỏ vào lò, nhưng Đức Trời còn cho nó mặc đẹp giường bao. Rồi thì cái ý nghĩa của Kinh Thánh có rất nhiều cái ý nghĩa hay và đẹp. Thì có một bài hát mà chị Minh Châu đã thể hiện lại, bài hát rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó là bài hát Chúa hằng chăn giữ tôi. Chúa hằng chăn giữ tôi, thì bài này ngày xưa đấy thì mình nghe là nghe qua một cái đĩa CD. À, 10 năm trước, 10 15 năm trước là nghe qua một cái đĩa CD, sau đó là mình hình như là có anh Isalin đánh hát ấy. Thì bây giờ nghe chị Minh Châu hát lại nó mang cái tính chất tươi mới hơn, nó mang cái tính chất acoustic, nó mang tính chất trẻ trung hơn, thì mình thấy nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn guitar cái bài này cho các bạn, Chúa hằng chăn nuôi tôi. Thì có rất nhiều bạn sẽ không biết được cái bài hát này, bởi vì là bài hát này nó là bài hát thánh ca cổ rồi, nó là 10 15 năm, 20 năm trước rồi, thì có thể là các bạn không biết thì các bạn hãy học lại nhé. Và cũng chính bởi cái bài thánh ca cổ này thì ở trên mạng hiện tại nó không có cái vòng hợp âm cho nó, mà chỉ có cái bản sheet nhạc thôi. Anh em mà không học nhạc cao thì không biết được cái bản hợp âm cho nó. Thì trong bài này mình sẽ nói với các bạn về hợp âm của nó nhé. Thì cái phần lời và hợp âm cái phần lời và hợp âm thì mình để ở dưới cái mô tả của video này, thì anh em có thể xem qua. Thế còn bây giờ mình sẽ nói cho anh em cái cách để chơi bài này. Bài này sẽ chơi theo vòng đô trưởng nhé. Ở đây thì mình chơi vòng đô trưởng thực ra nó cũng không hay lắm. Ở đây mình chơi vòng đô trưởng thì thực ra nó không phải là cái chất lắm, nhưng mà nó sẽ dễ dàng cho tất cả anh chị em, và nếu anh chị em có kiến thức âm nhạc sâu hơn thì tự anh chị em có thể phăng được nó ra. Thì ở đây thì các bạn có thể cặp các cung ăn một và chơi ở trên đô thăng, được chưa? Thì nghe nó sẽ hay hơn. Ở đây mình không biết là cái capo của mình, cái capo của mình đâu rồi, tôi biết là thôi mình không tìm nữa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là chơi trên đô trưởng nhá. Anh em có thể cặp trên cái capo ngăn một để chơi đô thăng cho nó hạt thật sự là hay nhá. Chơi đô thăng này thôi vẫn tìm lại đấy, nó hay hơn tí. Thì trên này thấp thì chị Minh Châu mình nghĩ là đoán là chị Minh Châu là hát ở cái tone, thì mình nghĩ là chị Minh Châu là hát ở cái tông đô đô trưởng này. Đối với một số bạn thì cái đô trưởng hợp âm nó chả có gì khó cả, đúng không? Nhưng một số người thì hợp âm đô trưởng nó rất là khó, đúng không? Vì là mới, đúng không? Thì ta sẽ có những cái gì sau, ta sẽ có chơi đô. Thì mình khuyến khích các bạn là vì bài này bài thánh ca cổ nên chúng ta sẽ chơi hợp âm cổ nhá. Âm cổ thì nó không giống hợp âm mới, bây giờ hợp mới giờ nó dùng ba ngón tay. Vì bài này nó cổ rồi thì ta sẽ chơi hợp âm cổ. Thế các bạn sẽ nói với mình là ô thế thì bài nó cổ rồi ông lại chơi hợp âm cổ thì ông không có gì ông không gì tân tiến à, đúng không? Thì nói như vậy thì nó sẽ chỉ là cái chất vấn thôi, nhưng mà bạn cứ thử chơi hợp âm không phải là hợp âm cổ xem, cực kỳ sẽ không hay luôn, bởi vì cái gì nó cũng có cái nguyên tắc của nó. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn bài này chơi theo cách tân tiến nhá, cách mới. Thế còn các bạn phải đáp ứng cho mình là chơi hợp âm cổ tức là cái hợp âm đô trưởng các bạn sẽ dùng hai ngón này để bấm cả dây 6 và dây 5 đấy, tức là nói chung là hai ngón này bấm đây để hợp âm đô 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 đủ, hay là đô bát son, đô bát son hay là âm cổ xưa một tí, hoặc là đô bát son đi nhá. Thì bây giờ ta sẽ có âm đô này, nên là ta sẽ vòng đô này, sau đó đi đúng quy chuẩn là đến la thứ, rồi la thứ đến dê chữ, dê thứ, la thứ đến dê thứ. Tất cả những bài hợp âm cổ bạn sẽ thấy là cứ la thứ đến dê thứ, đây rất đều rất tuyệt vời, cứ đô này la này rồi đến dê. Bạn sẽ thấy rất nhiều bài hát như vậy, nhưng bài hát mới không sáng tác được như thế nữa, mà sáng tác là phải từ la thứ rồi về pha trưởng luôn. Nhưng bài này trước khi từ la thứ về pha trưởng thì nó phải đi qua dê thứ, tức là ta sẽ có đô trưởng đủ, sẽ có la thứ, ta có dê thứ, ta có pha trưởng, được chưa? Rồi ta đến son trưởng. Ở đây mình không khuyến khích các bạn đánh son trưởng này hay là đánh son trưởng ở đây, mà mình khuyến khích các bạn phải đánh son trưởng này nhá, bài riêng bài này với bài này. Và sau son trưởng ta sẽ có một son nữa, đó là son 7. Son trưởng 7. Thánh ca cổ bài nào cũng có son trưởng 7, đa phần là như thế. Các bạn cứ chơi các bạn sẽ để ý thấy. Thì son trưởng 7 thì là yêu cầu các bạn là đánh
son chặn, tức là son thường thì đánh như thế này, son trưởng bảy các bạn bỏ ngón út ra, nó vừa dễ đánh mà nó vừa mang đúng chất của bài này. Các bạn có thể đánh son bảy ở đây nhưng mà nó sẽ không hay cho cái bài này. Đô la dê pha son son bảy và về đô nhá. Ok, thì bây giờ như thế này, bài hát của chúng ta sẽ là tôi vẫn tin ngài, trước ngài chúng ta mới vào đô này. Tôi vẫn tin ngài, cái này là do các bạn đánh nhá, các bạn đánh làm sao thì nó vào được cái chữ đô này. Tôi vẫn tin ngài dầu khi gặp cánh khô nào. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách giải nhá, cách giải hợp âm thế nào. Mình sẽ đánh này, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ok, các bạn có thể hiểu được rồi nhá. Tôi vẫn tin ngài dầu khi gặp cánh khô nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu. Đấy. Bây giờ mình sẽ đọc hợp âm nhá. Tôi vẫn tin đủ vào lá ta đánh sang dây thừa, và ta đến pha sang giòn ta đánh son bảy. Ok nha. Tôi sống mỗi ngày đồ lương Chúa đến na thôi, Chúa cha trên trời nạp phá và năm trăm năm tôi son mọi nơi nó đồ son bảy. Các bạn đánh đô này, xong đánh son bảy. Ở đây khi quạt trà thì các bạn nên đánh ở đây. Mình đánh ở đây đang tiện thì mình đánh ở đây thì giải. Thì đọc lại một lần nữa nha, rất dễ chơi. Giải nha, giải này. Tôi vẫn tin ngài dầu khi gặp cánh khô nào, hoặc lời an tĩnh hay chìm trong bể thâm sâu. Tôi sống môi vào đô lương Chúa đánh là thứ, Chúa cha trên trời hàng trăm lòng tôi mọi nơi. Ok, các bạn tập thì bạn sẽ thấy một điều là cái vòng thứ hai này trước khi vào pha trưởng nó sẽ không còn dây thứ nữa. Thì thực ra thì nó vẫn có dây thứ nhưng mình cắt đi, mình cắt đi bởi vì là sợ là các bạn sẽ bị rối. Ví dụ tôi sơ môi này nương Chúa không thôi, Chúa cha trên trời, nó là như thế. Nhưng mà thôi thì mình không cho các bạn cái hợp âm dây thứ ở đây để cho các bạn không nói với mình là mình không tân tiến, là mình sẽ cắt dây thứ ở đây đi để tân tiến. Thế thì còn những cái tân tiến nữa thì có thể là các bạn sẽ không hiểu được, nhưng mà mình sẽ nói qua. Nếu như bạn nào hiểu và biết được các hợp âm nâng cao thì các bạn sẽ hiểu thôi. Tức là sang cái vòng thứ hai này, tức là sang từ cái câu tôi sống mỗi ngày lương Chúa không thôi, Chúa cha trên trời hàng trăm năm rồi, thì tôi sẽ hát, thì Lộc sẽ đánh này, đánh là tôi sống mỗi ngày. Tức là khi mình đánh bát ấy, mình sẽ đánh 3 giây. Tôi sống mỗi ngày. Nhớ, đánh 3 giây luôn. Tôi sống mỗi ngày lương Chúa không thôi. Đấy, la thứ mình đánh 2 giây. Lương Chúa không thôi. Đấy, và mình sẽ đánh la thứ ở đây, mình sẽ đánh thành La 7 nhá. Lương Chúa không thôi. Nhờ lương Chúa không thôi, Chúa cha trên trời hàng trăm. Đấy, đánh pha trưởng 7. Chúa cha trên trời hàng trăm lòng tôi mọi nơi. Ok, đây là cách đánh của mình. Các bạn nhớ là hàng trăm lòng tôi mọi nơi. Ok nhá, thì đây các bạn đánh vào son trưởng 7. Thì đấy là cách tân tiến nhất rồi. Thì mình nghĩ là bài hát đó đã cấu trúc như thế thì các bạn đánh được la thứ 7, pha trưởng 7 ấy, và son này, và đô này, đánh 3 dây bát thì nó đã rất là hay rồi. Vì cái guitar nó chỉ làm như vậy thôi. Nếu như các bạn muốn đánh hay hơn nữa thì các bạn có thể dạy đàn học nhá, và các bạn có thể dùng piano để phối thêm vào cho nó đẹp âm thanh.
Tôi bây giờ ta sẽ làm lại một lần cuối sang được cúp nhá. Tôi vẫn tin ngài. Như sai tông. Tôi vẫn tin ngài. Tôi vẫn tin ngài đô. Dẫu khi đã thánh khô dây thứ hoặc nơi an phá hay sòn ta đánh son bảy nhà son bảy anh 3 giây bảy tôi sống mỗi ngày đấy, nghe hay chưa ngày 3 giây ngày đó lương chúa không thôi đấy, đánh 3 giây tức là nó mạnh hơn nó dày hơn cái câu ban đầu cái trường khúc ban đầu lương chúa không thôi chúa cha trên trời và hàng trăm lòng tôi son mọi nơi đấy các bạn có thể đánh như thế thì rất là hay thì cái đoạn này mình đánh là mọi nơi mình đánh pha mình đánh son bảy à, mình đánh đô bảy đây về son nó đỡ ngang hơn còn về son đây son bảy nó sẽ đỡ ngang hơn đấy à, thực ra thì đô bảy nó có một nốt G à đánh đô đô hai đô sus hai đô sus hai đánh đô sus hai đô sus hai có một nốt G G đó là về son này. Đấy, thì về son 7 nó sẽ đỡ ngang hơn. Nó đỡ ngang hơn là khi các bạn đi từ đô mà thẳng về son luôn. Bởi vì đi hay đi ngược, người ta đi từ son về đô chứ ít khi đi từ đô về son thì nó sẽ đánh một cái đô là đô sus 2. À, đô sus 2 và ta sẽ về son. Đấy, đấy cái như thế là nâng cao nhất rồi. Đúng không ạ? Các bạn hiểu nhạc thì các bạn có thể tự nghĩ ra được những cái hay hơn, đúng không ạ? Rồi bây giờ ta sang phần điệp khúc này. À, thì các bạn đang ở son trường 7 nhá. Lòng này đó anh đã thứ ta đã anh dễ từ thì khi là cho Chúa luôn luôn đi cùng vào dê thứ này thì các bạn đánh cho mình cái dê này dê này là gọi dê gì mà quên mất rồi thì các bạn đánh cho mình là dê số 4 dê trưởng số 4 nha tức là các bạn bỏ tức là cái bọn út bạn bấm vào đây thôi nói là dê số 4 cho nó hay được. Đấy, tức là ngón trỏ đang ở đây nhé, còn ở đây tức là lòng này hàng tiên có Chúa luôn luôn đi cùng vẫn là dê thứ bình thường nhưng mà xong chữ cùng cùng trên nơi non cao tức là vào sẽ hát từ trên thì các bạn đánh cái dê sút 4 cho mình. Đấy, cho bài hát nó mới nào này. Trên nơi non cao cao này hát xong chữ cao này thì bạn đánh pha trưởng 7 cho mình trên nơi non cao hay trong giờ nghe hay hơn rất nhiều luôn hay trong đại dương sâu thắm nhá thắm này hết chữ thắm lại vào son trưởng bảy này rất là hay luôn ai là chúa đô đủ nhá đô đủ này căn giữ thân tôi pha trưởng chúa ở đây bạn không đánh đô bảy ở đây nhá không đánh đô bảy căn giữ thân tôi chúa cha trên trời hàng trăm lòng tôi son trưởng bảy chân giữ thân tôi vẫn là pha không đánh pha trường bảy chúa cha trên trời về son hàng trăm lòng tôi son trường bảy mọi nơi rất hay lòng này hằng vào đô đánh đô đủ nhá có chúa đánh là thứ luôn luôn đi cùng dê trường bảy trên nơi non cao pha trường bảy hay trong đại dương sâu thẳm này là chúa đô đủ chân giữ thân tôi pha nguyên không đánh pha trường bảy chúa cha trên trời là son chăm lo mọi nơi ok à, như vậy nha thì các bạn nhớ chưa đoạn nào vào bảy đoạn nào vào dê trưởng bạn nhớ chưa đoạn nào vào dê trưởng bảy nhớ chưa các bạn nào pha trưởng bảy son trưởng bảy nhớ chưa thì là như vậy thế thì còn các bạn sẽ thấy là sao Lộc không viết sẵn ở trên cái này là như thế đi Lộc còn phải nói rồi thì các bạn khó ra thì thực ra Lộc nói để cho các bạn nào hiểu và nâng cao thì Lộc nói thì cho các bạn nào hiểu về các kiến thức nâng cao rồi bạn đã có kiến thức rồi thì bạn sẽ đánh hay còn nếu các bạn không hiểu các bạn mới học guitar thì tốt nhất các bạn đánh easy fog cái hợp âm cơ bản hợp âm đơn giản ở trên cái màn hình này nhá hợp âm cơ bản thôi thì nó không có gì khó cho bạn nữa. Ok, bây giờ sang cái phần lời 2 nhé. Phần 2 thì lời 2 thì chúng ta sẽ dùng quạt chả. Quạt chả này. Nơi mọi nơi đúng không? Cha chúa cha. Bạn vẫn là quạt chả này nhưng về son trưởng, à son trưởng 7.
cha chúng ta hàng. Nhớ nhá, từ son trường bảy này phải quạt son trường bảy nhá. Bây giờ quạt thôi, không có quạt thôi chứ không có đánh dài nữa. Cha chúng ta hàng trăm hôm riêng giữ bông hồng, hai đứa giặt đôi cho từng chim nhỏ bé kia. Ok, không biết các bạn là nghe như vậy thì các bạn đã hiểu được cách quạt chả chưa? Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nhá. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Nó dùng bản vậy thôi. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Cha chúng ta hồng. Ok. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. 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 Ok. Cha chúng, cha chúng ta hồng trăm năm xin giữ bóng hồng, hai đứa giặt nỗi nương. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, vé kia phòn sương rơi sương vương tin ngài độ. Lên xuống luôn nhớ thân tôi là xuống này, xuống này, xuống cha trên trời hàng trăm mong tôi mỗi nơi. Ok, nó khá là dễ đâu nhỉ, thì mình sẽ quạt lại một lần nữa nhá để cho các bạn thì ngấm. Cha chúng ta hằng, cha chúng ta hằng trăm lo xin giữ bông hồng. Xuống này, xuống này, xuống này, xuống hạt đôi. Xuống này, xuống này, xuống bé kia. Xuống này, xuống này, xuống lên nà ai luôn nhớ thân tôi nà. Nên xuống này, xuống này, xa trên trời. Nên xuống này, xuống tôi mọi nơi. Ok, được chưa? Bây giờ xuống, nên xuống, nên xuống, nên xuống. 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 Chim nhỏ bé kia. Ok. Đấy thì chung quy là bài hát này nó là như thế. Đấy ạ. Thì các bạn lại nhớ cái quạt, các bạn lại quạt đúng hợp âm xong. Và các bạn vào được khúc các bạn lại quạt lại thôi, đúng không? Chào lòng tôi mỗi nơi. Ông này hàng thiên có Chúa luôn luôn đi cùng. Vẫn thế không? Lên xuống, lên xuống, lên xuống. Cao lên xuống. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, lên xuống, lên xuống. Ok, không có gì khó cả. Thì ở đây cái bài này nó là một bài cổ điển nên mình sẽ không dạy các bạn đánh rock, không dạy các bạn đánh ballad pha rock hay đánh ballad pha disco hay là đánh ballad zumba hay là đánh điệu ballad dồn dập dồn dập. Đấy, mà chúng ta sẽ đánh cái bài này ở cái tính chất là chân phương nhất có thể. Chúng ta chỉ đổi hợp âm thôi, ví dụ hợp âm năng, hợp âm thường ta đánh hợp 7 chẳng hạn. Tức là cái quạt chả của chúng ta sẽ là chân phương để cho cái giọng hát, để cho cái lời hát ấy, họ hát theo cách nào đấy là tùy của người ta. Người ta có thể cách. Còn nếu các bạn ấy là người hát luôn thì các bạn có thể là đánh theo cái tình trạng thì các bạn có thể đánh theo tình trạng tùy ý các bạn, nhưng mà mình khuyên là vẫn nên đánh nó về cái màu sắc cổ, tức là đánh chân phương, không nên đánh quá là phức tạp. Đánh cái quạt chả đấy, quạt chả này, cái phần các bạn quạt này đừng quạt phức tạp quá, đừng quạt phức tạp, cứ xuống lên xuống lên xuống lên xuống thôi. Đấy, xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Lòng này hàng tiếng có Chúa luôn luôn đi cùng, cứ dài mà quạt đều đều hơi non cao. Đấy, cái giọng hát là bạn có thể phang được quả được, chứ đừng có cố gắng quạt làm gì cả. Như thế nó chỉ thể hiện là các bạn ấy thôi, chứ không phải là cảm xúc tốt. Có thể là các bạn nói là tôi quạt chả mạnh, tôi ấy là lúc đấy tôi đang cháy bỏng đang ấy. Thực ra công nhận các bạn cháy bỏng, tôi công nhận các bạn ấy, nhưng mà chúng ta cũng nên có một chút gọi là nghệ thuật, cũng gọi có một chút gọi là có một chút gọi là có ăn có học, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ nói là tôi thánh linh, tôi
đấy dễ thục linh, với lại tôi được động chạm, với tôi quạt chả nó mạnh. Các bạn làm như vậy thì làm cái gì, đúng không? Còn các bạn mà cứ cố gắng quạt chả nó bùng bùng, quạt chả nó thật là to, thật là phức tạp, thật là ấy để làm cái gì? Vì cái bài hát này nó không phù hợp. Mình không nói là các bạn, mình không muốn nói là các bạn thể hiện hay là các bạn giỏi hay là cái, nhưng mà mình muốn nói là cái các bạn nên tôn trọng cái bài hát này. Còn các bạn nói là tôi đang lao vào cuộc chiến đuổi quỷ, hay là tôi đang cầu nguyện chữa lành, hay là đang cầu nguyện giải phóng, hay là cầu nguyện bài này tôi công nhận bài này. Thì cứ cho là bài hát này nó là bài hát Chúa chăn giữ tôi đi. Chúa chăn giữ tôi, Chúa cho tôi công bố thì tôi chiến thắng đi. Nhưng mà cái điều đó nó không mang cái tính chất của cái bài hát này, mà bài hát này nó mang tính chất là bài hát này mang tính chất là bài chết vững tin, vững tin, vững lòng, chứ không phải là giữ vững đức tin, vững vàng niềm tin, chứ không phải là công bố chửi quỷ mấy cái gì đây. Thì chúng ta khi để ý đấy, khi thờ phượng một cái bài hát thì chúng ta nên chú ý. Nên là mình thấy cái bản của chị Minh Châu rất là động chạm, rất là động chạm. Thì các bạn thì các bạn có thể tham khảo qua các bạn chị Minh Châu. Từ chị thể hiện rất là nhẹ nhàng, rất là rõ nét câu từ, từ cái phách điệu, từ cái nốt nhạc rất là chính xác, và cái người phối nhạc đó, họ cũng phối rất là đều đặn và phối có chừng mực, chứ không phải là chúng ta nó là chơi như thế, nó là quạt thế và chúng ta quạt loạn hết cả lên. Chúng ta nên có một cái gọi là quy cách, nên chúng ta nên có một số các quy cách và nên hiểu được cái bài hát và thấm nhận bài hát trong đời sống mình. Thì còn cuối cùng mình sẽ cho các bạn một số gợi ý về chơi intro nhé. Thì bài này nếu như các bạn hòa nhạc với ban nhạc để thờ phượng trong hội thánh, hoặc là các bạn biểu diễn mà có cả một band nhạc ấy, thì intro các bạn nên để cho những nhạc cụ khác, đúng không ạ? Nhạc cụ khác có thể guitar lead, có thể là piano, hoặc thậm chí có thể guitar bass có thể vào bài này. Ví dụ guitar bass có thể vào trước, guitar bass vào trước, guitar bass lấy bass để cho ca sĩ vào hát trước, sau đó mới guitar mới sau đó thì mới hòa cả ban nhạc. Và đấy có thể như vậy. Còn nếu như bạn chơi độc tấu, còn nếu như các bạn chơi đơn ca một mình với một cây guitar hát, hoặc là một cây guitar hát thôi, acoustic thôi, thì các bạn có thể dạo cái phòng hợp âm của nó, hòa thanh của nó. Thì để cho nó có được cái màu cổ điển thì các bạn vẫn nên hòa thanh ở phần dạo đấy, là có la thứ và có dê thứ. Thì mình sẽ dạo như này là đô, là đô nhá. Đấy thì mình sẽ dạo như vậy. Son 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 mi 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 do 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 re do do la vào fa son và do. Đây là cách như vậy, hoặc là bạn có thể dạo này. Ok, thì nói chung là dạng của gì thì nó cũng là đô, la, dê, fa, sol. Ok, nó như vậy. Thì các bạn có thể đánh những hợp âm phức tạp hơn, hoặc là đánh hợp âm trên cao để dạo. Nhưng theo mình thì tốt nhất là theo mình tốt nhất mình dạo thì cái bài này mình nên dạo chân phương thôi, cứ chân phương mà đánh. Đấy. Tôi vẫn tin ngài. Chân phương, bạn có thể đánh như thế này cũng được. Để mồi, gọi nó gọi là có cái khúc mồi để cho khách cho cái người hát hát thôi. Gọi khúc mồi cho người hát hát. Thế còn không phải phức tạp quá làm gì. Đấy, mình có thể dạo vậy thôi. Hoặc là tùy nhá. Thế thì chung quy là cứ đô, la, dê, fa và son. Đấy. Mình muốn các bạn là phải có dê và la nó mới đúng cái màu của bài này. Đấy.
vẫn tin ngài. Như vậy là hát được rồi. Ok, hiểu nhỉ. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả MVO. Gửi thân guitar tiếp theo nhé. Goodbye.